Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 155, săn thú đó thì không. Lương Bộ Thanh cười đáp, cây cối vẫn là cây cối, chỉ là chảy tí máu thôi. Phương Tri Hành trầm ngâm. Hai người một chó tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi, phía trước bỗng nhiên không còn đường, cỏ dại mọc ung um tùm trên mặt đất. Phóng mắt nhìn quanh. Đâu đâu cũng có rất nhiều ngải cứu mọc hoang cỏ đuôi chó lắc lư theo gió. Ngư cân thảo, mã đường thảo, tầng tầng lớp lớp, phủ kín mọi ngóc ngách. Còn có tiên nhân cầu, thương nhĩ, hoa tường vi, tiểu kế thảo. Vân vân. Rất nhiều cỏ dại gai góc, không chút kiên dè lan tràn trên mặt đất, cản trở đường đi. Thấy tình hình này, Phương Tri Hành quay đầu nhìn lại đoạn đường cậu đã đi. Nơi cậu đứng chỉ cách biên giới vùng lòng chảo hơn 400 mét. Bọn họ còn chưa đi được một dặm, phía trước đã hết mẹ đường rồi. Phương Tri Hành ngạc nhiên hỏi, ở đây có nhiều người săn thú và người đi đường ra ra vào vào như vậy, tại sao lại không hình thành đường? Lương Bộ Thanh giải thích, "Hương chủ, bắt đầu từ đây, chúng ta đã chính thức tiến vào cấm khu Hắc Phong rồi." Sức sống của hoa hoa cỏ cỏ trong cấm khu Hắc Phong cực kỳ mãnh liệt và tràn trề. Mặc kệ bao nhiêu người dẫm lên thì hoa dại, cỏ dại cũng không tàn úa thậm chí dù ngài phóng hỏa cả khu vực này hai ba ngày sau hoa cỏ vẫn sẽ như măng mọc sau mưa lần nữa sinh trưởng lương bộ thanh nhúng vai nói huyện lệnh đại nhân cũ từng muốn thử tu sửa một con đường phái rất nhiều thợ thủ công đến kết quả mấy trăm người bận rộn suốt nửa tháng lại nhận ra cỏ trên đất làm thế nào cũng không thể dọn sạch cuối cùng chỉ đành phải từ bỏ phương tri hành hiểu rõ cao mày hỏi vậy có nghĩa phía trước không còn bất cứ đường nào mỗi lần vào cấm khu phải tự tìm một con đường cho mình ừm ừm đúng là thế lương bộ thanh gật đầu thở dài đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cấm khu cực kỳ nguy hiểm rất nhiều người xâm nhập cấm khu đều lạc đường bên trong vĩnh viễn không thể thoát ra nghe vậy phương tri hành ngẩng đầu nhìn trời lại phát hiện cây cối cao chót vót che khuất bầu trời tuy có những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở trên cây nhưng cậu không cách nào nhìn thấy phương hướng mặt trời rất khó phân biệt đông, tây, nam, bắc. Phương Tri Hành không nhịn được hỏi, ngươi có cách nào giúp không lạc đường không? Lương Bộ Thanh gật đầu đáp, tổ tôn ba đời nhà ta đều là thợ săn trong cấm khu. Từ nhỏ ta đã theo gia gia và cha đến đây thăm dò, săn thú, nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Phương Tri Hành đã hiểu, gật đầu nói, ngươi dẫn đường đi. Được. Lương Bộ Thanh đi trước, cầm một cây quải trượng trong tay, vừa đi vừa vung lên quét sạch cỏ cây trước mặt gã đi ủng cao cổ có lớp đế rất dày không sợ dẫm phải vật cứng hay vật sắc nhọn độ cao ủng còn có thể bảo vệ cổ chân không bị trầy xước khi đi gần những thực vật có gai phương tri hành càng lố hơn thân mặt khôi giáp võ trang đầy đủ từ đầu đến chân được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ ngược lại tế cẩu thì gặp phải phiền phức lòng bàn chân đầy thịt của nó không quá dày sau nhiều lần dẫm trúng đống gai nhọn ẩn trong đám cỏ dại, cuối cùng vận may cũng cạn kiệt. Một cây gai nhọn đâm vào đệm thịt của nó. Á áo áo. Mã cha nhà nó. Tế cậu nhất chân trái trước lên, loạn choạng nghiêng ngã, đau đến mức không nhịn nổi gào thét. Cái đéo gì đấy? Bị đâm rồi hả? Phương Tri Hành cạn lời, khinh bỉ nói, cốt xấu gì mày cũng là một thằng liệp lan hàng thật giá thật, sao kỹ năng sinh tồn giả ngoại yếu vải nồi thế? Tế cẩu vừa tức vừa giận, gào lên, má mày bớt nói đẻo đi con. Có ngon mày thử cởi khôi giáp ra coi. Phương Tri Hành ngồi sổng xuống, nắm chân trái trước của tế cẩu lên lật lại, túng lấy cây gai nhọn. Nhẹ tí, nhẹ tí. Tế cẩu nhìn cây gai kia, hoảng sợ bẹo hình bẹo dạng. Mày sợ cục cức. Phương Tri Hành cười nhạo, rút mạnh cây gai kia ra. Tế cẩu lập tức đau đến nghe răng nhếch miệng kêu cha gọi mẹ. Chó má gì đâu. Cái đờ cờ mờ. Tế cẩu hối hận rồi, lần này nó không nên ra ngoài. Đã là chó thì phải thành thành thật thật ở nhà, trong nhà giữ cửa. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm nơi hoang dã cứt chó này quả là ăn no rửng mỡ, tự hành xác mình mà. Bế tao, bế tao coi. Tế cẩu không muốn đi đường, cũng đi không nổi nữa, cong cẳng lên. Đúng là phế vật. Phương Tri Hành hết cách, đành bế tế cẩu đặt lên vai. Khoảng 20 phút sau, lương bộ Thanh dừng lại, chỉ tay về phía một vùng đầm lầy bên phải đằng trước, nhỏ giọng nói, đầm lầy này là nơi sinh sống của trắng vẫy xám hai đuôi, dị thú cấp 1. Nhưng mà trong đầm lầy, võ giả bị hoàn cảnh quản chế nên thực lực giảm đi rất nhiều. Thế là độ khó săn vết trắng vẫy xám hai đuôi bị đánh giá cấp 2. Phương Tri Hành trầm ngâm nói: không thể dụ rắn ra khỏi hang à. Có thể dẫn dụ rắn vẫy xám hai đuôi ra rồi mới săn giết mà. Lương Bộ Thanh lắc đầu đáp, có người từng thử phương pháp này rồi, nhưng rắn vẫy xám hai đuôi thích lẫn trong bùn lầy, không dễ chạy ra ngoài. Phương Tri Hành hiểu ra. Cậu đứng ở rìa đầm lây xem xét một lát, không phát hiện thấy con rắn vẫy xám hai đuôi nào. Cậu lại rẽ sang bên trái. Tầm 10 phút sau, phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên từ xa, một mùi hôi thối gây mũi tràn đến làm người ta buồn nôn. Lương Bộ Thanh trở nên thận trọng từng ly từng tí, cúi đầu nhìn trái ngó phải trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, gã đã phát hiện được gì đó, lập tức ngồi xổm xuống. Phương Tri hành liếc nhìn thì thấy cái thứ trước mặt Lương Bộ Thanh là một bãi phân, đã vậy còn hơi sền sệt, nóng hổi. Lương Bộ Thanh vương tay bốc nắm phân lên, vội vàng trét lên người gã. Chứng kiến một màn này, Phương Tri Hành và Tế Cẩu không nhịn được bốn mắt nhìn nhau, hú hết cái đệt. Cậu sửng sốt hỏi, ngươi đang làm gì thế? Lương Bộ Thanh vô cùng cẩn thận, đè thấp giọng đáp, cao nguyên kia là địa bàn của Kim Quang Kê, gà màu vàng kim. Kim Quang Kê có phân chia trống, mái. Số lượng con mái nhiều hơn, tất cả đều là dị thú cấp 1. Chỉ có duy nhất một con trống, lại là dị thú cấp 2, tính tình nó cực kỳ tàn bạo bọn chúng rất thích mổ tròng mắt người ta ra ăn. Phương Tri Hành phấn chấn tinh thần hỏi, Kim Quang Kê có nhược điểm không? Lương Bộ Thanh trả lời, thị lực của bọn chúng khá yếu, chỉ cần cách xa chúng một chút thì sẽ không bị phát hiện. Phương Tri Hành hiểu rõ, cười nói, cũng đến tận đây rồi, giết vài con gà về làm bữa tối đi. Lương Bộ Thanh giật mình, thay đổi sắc mặt nói, Kim Quang Kê là loài chim dữ, còn là dị thú sống theo bầy đàn, khó chơi lắm chỉ bằng một mình ngài e là. Phương Tri Hành bình tĩnh đáp, chúng ta cách xa chút, dùng cung tên săn giết. Thấy vậy, Lương Bộ Thanh không thể làm gì khác, vội lui về sau, lượng như một làn khói ra xa 300, 400 mét. Phương Tri Hành đi đến phía sau một cây đại thụ, ước lượng khoảng cách tầm 150 mét. Chỉ thấy cậu thông thả rút một mũi tên ra đặt lên cung. Sau đó, cậu ra lệnh, tế cẩu, sổ mấy tiếng coi tế cẩu cực kỳ không tình nguyện, lầm bầm, mé mài, mày biết cách sai bảo chó rồi đấy nhỉ. Nó ngẩng cao đầu, sổ gâu 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 ỏm tỏi. Rất nhanh, trên cao nguyên xuất hiện động tĩnh. Quát quát quát. Khi tiếng gà kêu truyền đến, đồng tử phương tri hành lập tức co rút lại. Cậu thấy vài con gà mái rất to, cao gần một thước, trên đầu vàng chóe. Tế cẩu sửng sốt, tặc lưỡi nói, phải đạn, đây là khôn ca hả, sao còn to hơn cả tao nữa này. Phương Tri hành lộ vẻ ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu, đừng ngừng, sủa tiếp đi. Tế cẩu sủa gâu gâu liên hồi. Bảy, tám con kim quang kê mái nghe tiếng chạy qua, chúng gian cánh chạy ầm ầm trên mặt đất, còn nhanh hơn cả người. Một trăm mét, gần một trăm mét, năm mươi mét, víu, một mũi tên lạnh lẽo bất chợt phóng ra, lao vút giữa không trung theo phương gần như thẳng tắp. Quát, một con kim quan kê mái đột nhiên thượng lại, cánh của nó bị mũi tên xuyên trúng, đóng chặt xuống đất. Nó điên cuồng dãy dụa, gào rú không ngừng. Những con kim quan kê khác nháo nhào ngừng lại, nhìn chầm chầm vào nó rồi đi loanh quanh, đầu gà nghiêng qua nghiêng lại. Quát, lại một mũi tên bắn ra, chuẩn xác bắn trúng cánh của một con kim quan kê mái bên cạnh, cũng ghim nó trên mặt đất. Hai con gà mái quan quát gào thét lung tung. Bầy gà mái khác bị dọa sợ, chạy trốn tán loạn quát quát thình lình có tiếng rít chói tai truyền đến từ cao nguyên cao vút vang vọng giữa núi rừng phương tri hành nheo hai mắt lại sắc mặt tức khắc thay đổi rõ rệt chỉ thấy một con kim quan kê trống cao lớn xuất hiện trong tầm mắt lông vũ toàn thân sáng rực óng ánh màu vàng trên đầu phát sáng lấp lánh hai cánh chi trước và đuôi dài của nó được bao phủ bởi những chiếc lông cứng rắn như mũi tên trong miệng là hàm răng sắc nhọn cánh có móng vuốt, đuôi dài và cứng. Điều ngoài sức tưởng tượng của người ta chính là hình dáng của con kim quang kê trống này cực kỳ giống chim thủy tổ. Chim thủy tổ, có tên khoa học là Achachetti hoặc điểu long long vũ, sống vào cuối kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Chim thủy tổ, có tên khoa học là Achachetti hoặc điểu long long vũ, sống vào cuối kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Chim thủy tổ là chim thủy tổ khủng long, má ơi, con không ca này lại giống đấy phỏng. Lại giống là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bổng xuất hiện lại ở con cháu. Lại giống là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bổng xuất hiện lại ở con cháu. Tế cậu hoảng sợ hú hét, hết sức bàng hoàng. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ mang đến cho người ta ảo giác như đang lạc vào thế giới khủng long. Một con chim thủy tổ khủng long nhảy khỏi cao nguyên, lao về phía hai con kim quang kê mái kia, sau lưng nó còn có mấy chục con kim quan kê mái tháp tùng, rầm rầm rộ rộ. Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Phương Tri Hành nhanh chóng phản ứng, kéo cung bắn tên. Một mũi lại một mũi, hai mũi tên liên tiếp phóng ra trong vòng không quá một giây, liền mạch lưu loát, được hắc đàn cung tăng cường sức mạnh, tốc độ mũi tên cực kỳ nhanh, tiếng vang xé toạc trời xanh. Víu, víu, kim quan kê trống bỗng dưng phanh gấp, tiếp theo làm ra một động tác khó tin nó giang rộng đôi cánh lớn ra rồi quấn quanh thân thể cuối cùng chợt xoay nửa vòng trên không keng keng hai mũi tên gần như bắn trúng chim thủy tổ cùng lúc đập lên cánh của nó lập tức phát ra âm thanh kim loại va chạm nhau chói tai nhưng ngay sau đó nó dội lại rồi văng ra ngoài đệt mịa cánh cứng quá vậy làm bằng sắt hả tế cẩu không kìm được cào lên phương tri hành cũng nghiêm mặt rút một mũi tên ra đặt lên cung kéo căng hết cỡ chậm rãi tụ lực chim thủy tổ ngóc đầu nhìn quanh bốn phía tìm người tập kích nhất thời không thể xác định vị trí của phương tri hành kỹ năng bộc phát khúc xạ kỹ năng bộc phát phá giáp phương tri hành thi triển hai kỹ năng bộc phát cùng lúc trong phút chốc mũi tên bắn ra cuốn theo sức mạnh sắc bén kinh người bay về trước theo hướng phải vạch ra quỹ đạo hình bầu dục trên không vòng qua sau ba cây đại thụ chim thủy tổ đột nhiên cảnh giác đôi cánh dao động, gấp vào nhau, bảo hộ quanh thân thể, đồng thời rụt đầu vào. Bụt, mũi tên bắn trúng cánh của nó, lập tức bắn ra đóa huyết hoa. Phật. Trong chốc lát, mũi tên cắm thẳng vào rồi xuyên thủng đôi cánh. Chim thủy tổ rít lên, cánh trái dương cao, vung qua vung lại, làm những chuỗi giọt máu văng ra. Víu. Víu. Víu, phương tri hành chấp thời cơ, động tác không ngừng, tiếp tục bắn tên, một hơi bắn ra ba mũi tên. Toàn bộ đều là một tên phá giáp, quát. Chim thủy tổ chợt gáy to, tiếng gáy vô cùng dữ dội, bầy kim quan kê mái xung quanh vỗ cánh nhảy lên, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ba mũi tên phá giáp lao vung vút, hai tên trong đó bắn trúng kim quan kê mái, sâu chúng thành một chuỗi. Mũi tên cuối sượt qua thân một con kim quan kê mái, bị cánh của nó đập trúng lập tức lệch khỏi quỹ đạo, rơi xuống cạnh chân chim thủy tổ, cắm nghiêng trên mặt đất, đuôi tên chấn động kịch liệt một vòng. Chim thủy tổ quay phát đầu lại, nhìn chầm chầm vào phương tri hành bên này, nó vậy mà phát hiện chỗ cậu ẩn thân. Bố tiên sư thế này gọi là thị lực yếu đấy hả? Phương tri hành miếm môi, vứt cung tên xuống rồi xông lên. Chim thủy tổ cũng lao tới, bên cạnh nó còn có kim quan kê mái đi theo. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, chớp mắt đã va vào nhau mấy con kim quang kê mái vồ lên, giành đánh tới trước, chúng nó nhảy lên cao, duỗi vuốt gà hướng đến mặt phương tri hành. Giao cho tao. Tế cẩu sủa gâu gâu, quanh người nó bỗng chốc xuất hiện thêm bốn con tế cẩu giống nó như đúc. Chúng nhảy vọt lên, há to miệng để lộ răng nanh đỏ rực, nhào tới cắn. Một khắc sau, vài con kim quang kê mái bị tế cẩu cắn trúng, rơi lả tả xuống đất. Phương tri hành càng chạy càng nhanh, bỗng rút đao ra khỏi vỏ, đâm thẳng về phía trước. Kỹ năng bộc phát đang đao trực nhập. Đại hoàng đao tăng tốc, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên trong chớp mắt, sau đó đâm phập vào ngực chim thủy tổ. Phục máu tươi phun tung tóe lên mặt phương tri hành. Đại hoàng đao đâm vào ngực chim thủy tổ, nhưng chim thủy tổ cực kỳ ngoan cường, đôi cánh rung chuyển. Phương tri hành chỉ cảm thấy một luồng khí tức sắc bén ập vào mặt, hệt như đao kiếm chém tới. Cậu lập tức ngồi sổng xuống, rút đao, lật người lăn đi ngay tại chỗ đến bên phải chim thủy tổ. Thuận thế cọ sát đại hoàng đao xuống đất, đao kiếm ma sát mặt đất, tạo thành tia lửa điện. Kỹ năng bộc phát tha trảm đao. Một tia sáng lạnh buốt vạch ra quỹ đạo hình bán nguyệt hoàn hảo, xẹt qua xương sườn chim thủy tổ. Phục phục, một bên cánh của chim thủy tổ nhanh chóng cụp xuống, máu chảy như suối, thân thể lắc lư. Kỹ năng bộc phát thiết sơn kháo. Phương tri hành dậm chân, nhún vai, đột tiếng, bật mạnh, trầm chim thủy tổ văn ngược lại, đâm sầm vào một cây đại thụ, miệng mũi hộc máu, toàn thân run rẩy, không dậy nổi nữa. Phương Tri Hành hít một hơi thật sâu, cầm đao nhìn quanh. Lại thấy bầy kim quan kê mái kia vội vã giải tán, chạy trốn mất dạng. Vợ chồng vốn là chim liền cành, gặp đại nạn thì tự mình bay đi. Phương Tri Hành cười dẻo, liếc mắt nhìn lương bộ thanh ở nơi xa, Xác nhận lương bộ thanh không thấy được vị trí hiện tại của mình. Cậu ngồi xổm xuống, bổ một đao chặt đứt cổ chim thủy tổ. Trong nháy mắt, giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. 2. Chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 con, 2 phần 18. 5. Thu thập 10 loại máu dị thú cấp 2, mỗi loại 1 thăng, 1 phần 10. 9. Dị thú cấp 2, 9.300 cân hoặc nhục đang cấp 2 thượng phẩm. 4.100 viên, 257 phần 9.300. Lúc giao diện hệ thống lóe ra ánh sáng, thi thể chim thủy tổ trên mặt đất khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, toàn bộ thân thể chim thủy tổ bao gồm cả lông chim, xương cốt đều hóa thành tro tàn, chậm rãi tiêu tán. Giải quyết rồi. Tế cẩu chạy tới. Nó cũng cắn chết hai kim quan kê mái, mép miệng chó còn lưu lại vết máu. Phương Tri Hành gật đầu đáp, ừm, dễ như trở bàn tay. Tế cậu tấm tắc không thôi, tán thưởng nói, mày dùng thực lực đại mãn cảnh viên mãn săn giết dị thú cấp 2, 3, có thể một đường quét ngang. Phương Tri Hành ngầm đồng ý, cái này không phải tự đại. Trước đó cậu không dám khẳng định bản thân có thể một mình săn giết dị thú cấp 2, 3 không? Dù sao, dưới tình huống bình thường, dị thú cấp 2 mạnh hơn võ giả đại mãn cảnh, thường thường cần liên thủ với nhiều đại mãn cảnh, mới có thể tương đối an toàn giết chết một dị thú cấp 2. Nhưng trận săn giết vừa nãy đã chứng minh mọi chuyện. Phương Tri Hành cũng không phải là đại mãn cảnh bình thường, hiện giờ cậu đã nắm giữ thiết sơn công viên mãn, chiến kỳ đao thập tam thức, kỹ thuật bắn tên. Chẳng những sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa kỹ năng bộc phát có thừa. Chỉ giết mỗi dị thú cấp 2, tay nghề điêu luyện, hoàn toàn không thành vấn đề. Đây chính là thực lực, một chọi một, nghiền áp, nhưng so với điều này, Phương Tri Hành càng tò mò hơn rốt cuộc cấm khu là chỗ như thế nào. Tại sao nơi này lại có chim thủy tổ thường xuyên lui tới, cậu suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc nói, tế cậu, mày có cảm thấy cấm khu hơi giống với thế giới hồng hoang trong truyền thuyết không? Tế cậu lại lắc đầu nói, chật, cái gì hồng hoang với không hồng hoang, nói chuyện ảo ma gì đâu không, tao hoài nghi cái gọi là cấm khu chính là khu vực nhiễm phóng xạ, sinh vật ở đây, hàng năm bị phóng xạ kích thích, toàn bộ tiến hóa kiểu hình thể như Godzilla. Ti bức xạ. Phương Tri Hành cho mày thành một cục. Thà mày đừng nói, thật sự có khả năng này, dù sao, cấm khu hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài, tính đặc thù rõ ràng. Nếu cấm khu chính là khu vực nhiễm phóng xạ, hoặc là khu vực phóng xạ nào đó chưa biết cùng loại với tia bức xạ, vậy mọi thứ ở đây đều có thể giải thích rõ ràng. Chất lỏng màu máu của thảm thực vật còn có dị thú hình thù kỳ quái, tất cả đều là phóng xạ tạo thành. Nếu thật là phóng xạ, vậy cấm khu tuyệt đối không an toàn. Trong lòng Phương Tri Hành không khỏi sinh ra lo lắng, bản thân đứng trong một khu vực phóng xạ, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Một lát sau, Lương Bộ Thanh thấy không có chút động tĩnh, cẩn thận chạy tới, nhìn quanh, hỏi, hương chủ, kim quan kê trống kia đâu? Phương Tri Hành trả lời, để nó chạy thoát rồi. Lương Bộ Thanh không khỏi hít ngược một luồng khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nói, không ngờ thực lực của phương hương chủ mạnh như thế, có thể đánh kim quan kê trống đó bỏ chạy, quá, quá lợi hại. Phương Tri Hành bày ra dáng vẻ kinh ngạc, cười nói, lợi hại lắm à. Ừm ừm. Lương Bộ Thanh liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, theo ta được biết, hứa hương chủ từng thử săn giết con kim quan kê trống đó, kết quả thất bại trở về mà còn bị thương nhẹ, phương tri hành liền nói ta là dựa vào kỹ thuật bắn tên hưởng lợi nếu đơn đã độc đấu ta khẳng định không phải đối thủ của hứa hương chủ ngươi đừng đồn bậy bạ lương bộ thanh nghiêm mặt quả quyết nói thuộc hạ biết chừng mực phương tri hành hơi im lặng hỏi ngươi ở cấm khu nhiều năm cũng quen rất nhiều thợ săn trong bọn họ có ai thân thể xuất hiện dị biến không dị biến vẻ mặt lương bộ thanh mờ mịt ngài chỉ chính là phương tri hành liền nói ví dụ bệnh nan y hoặc là xuất hiện bệnh gì đó rất hiếm gặp lương bộ thanh chần chờ nói trong những người ta biết không có người như vậy chỉ cần bọn họ không chết trong cấm khu ra bên ngoài đều có thể sống yên ổn là vậy à phương tri hành không khỏi như có suy nghĩ sau một lúc lâu cậu gật đầu cười nói thời gian còn sớm chúng ta đi dạo nơi khác đi vâng lương bộ thanh phấn chấn tinh thần dũng khí rõ ràng tăng lên rất nhiều không sợ nữa. Khoảng 20 phút sau, phía trước xuất hiện một vùng núi, đá chất đống, trông có vẻ cực kỳ phức tạp. Lương Bộ Thanh nhỏ giọng nói, nơi này là lãnh địa của Ngân Nguyệt Lan, Ngân Nguyệt Lan trưởng thành đều là dị thú cấp 2, cho nên gần đây có thể không chỉ có một dị thú cấp 2 thường lui tới, nơi này cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của cả cấm khu Hắc Phong. Ồ, Ngân Nguyệt Lan, đáy mắt Phương Tri Hành sáng ngời. Trùng hợp vậy, điều kiện ba vừa hay cần một quả tim sói cấp 2. Phương Tri Hành liếc tế cẩu, truyền âm, nghe thấy chưa, quanh đây có anh em cùng cha khác ông nội với mày kìa. Tế cẩu nghiêm túc nói, không cần nhận thân thích bừa bãi cho tao, nói đúng hơn tao là chó sở hữu huyết mạch liệp lan, không phải cùng loài với ngân nguyệt lan. Phương Tri Hành cười khinh bỉ, nói, rồi rồi rồi, mày rất cao cấp được chưa? Cậu quay đầu nói với Lương Bộ Thanh, ngươi trốn xa một chút lương bộ thanh không nói hai lời bỏ chạy cút được bao xa thì đi bấy nhiêu tế cẩu ngẩng đầu lên đánh hơi trong không khí cất giọng kêu à hú hú chỉ chốc lát hú hú xa xa bỗng truyền đến từng đợt sói tru dần dần từ xa đến gần phương tri hành nhìn quanh một vòng tìm được một khối nham thạch nhô lên cậu chợt trèo lên lắp cung tên dưỡng sức chờ đợi có tiếng bước chân ở bên kia tế cẩu vểnh tai nghe đúng lúc nhắc nhở. Phương Tri Hành hít sâu, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, thông thả kéo cung tên ra. Ngay sau đó, một bóng dài màu bạc đột nhiên lủi ra. Đó là một con cự lan bộ lông màu xám bạc, thân hình cường tráng, cao tới 2 mét, còn cao hơn cả Phương Tri Hành. Cự lan nhanh chóng nhảy lên đá núi, động tác cực kỳ linh hoạt, như dẫm trên đất bằng. Đôi mắt của nó là màu đỏ thẫm, lúc di chuyển, ánh mắt sẽ kéo tơ, kéo ra hai đường màu đỏ, cảm giác vô cùng áp bách, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi. Phương Tri Hành truyền âm đến, Tế Cẩu, mau thu hút sự chú ý của Ngân Nguyệt Lan vào mày. Tế Cẩu sớm tạo ra một ảnh phân thân, chạy tới một tảng đá khác. Gâu gâu. Tế Cẩu kia kêu to hai tiếng. Ngân Nguyệt Lan lập tức chú ý tới, chạy qua rồi dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Tế Cẩu ngồi sổng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Ngân Nguyệt Lan vù 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 phương tri hành không có bất kỳ khách sáo nào đợi đến lúc ngân nguyệt lan dừng lại thì thi triển kỹ năng bộc phát bắn ra mũi tên phá giáp trong vòng một giây đồng thời bắn ra ba mũi tên trong nháy mắt ngân nguyệt lan đang nhìn chằm chằm đánh giá tế cẩu bất ngờ không kịp phòng bị một mũi tên xuyên qua cổ bị một mũi tên bắn thủng bụng còn có một mũi tên ác hơn tốc độ xảo quyệt từ bên sườn bay vòng qua vậy mà nhắm chuẩn vào lỗ tai của Ngân Nguyệt Lan. Xì, Ngân Nguyệt Lan không phát ra kêu thảm thiết, đã ngã thẳng xuống, sau khi rung rẩy vài cái thì sẽ không còn động tĩnh nữa. Phương Tri Hành cười ha ha, chạy qua. Giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. Ngân Nguyệt Lan nhanh chóng khô quắt, hóa thành tro tàn tinh miệng, không một tiếng động tản ra theo gió. Hai, chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 cái, 3 phần 18. 3. Tim sói cấp 2, 1 quả, gan báo cấp 2, 2 cái, đầu hổ cấp 2, 3 cái, 1 phần 6. 5. Thu thập 10 loại máu dị thú cấp 2, mỗi loại 1 thăng, 2 phần 10. 9. Dị thú cấp 2, 9.300 cân, hoặc nhục đang cấp 2 thượng phẩm 4.100 miếng, 582 phần 9.300. Cực kỳ tốt. Phương Tri Hành vui mừng quá đổi, phấn chấn nói, tế cẩu, tiếp tục câu cá cậu vòng trở về. Tế cẩu kêu to gâu gâu tại chỗ. Không qua bao lâu, hai con ngân nguyệt lan chạy tới, một lớn một nhỏ. Hình thể của con lớn không thua con vừa rồi bị giết, con nhỏ là một con ấu lan. Gâu gâu, ngươi lại đây đi. Vẻ mặt tế cẩu hung ác, cào móng vuốt, khiêu khích tru lên. Hai con ngân nguyệt lan cẩn thận tới gần, rất nhanh chúng nó sẽ đến trước mặt tế cẩu. Vừa thấy tế cẩu nhỏ như vậy, chúng nó lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ. Tế cẩu nháy mắt cảm nhận được một khí tức nguy hiểm đến từ dị thú trưởng thành, sợ hãi theo bản năng, vô thức trục cổ. Xì xì xì, ba mũi bắn lén bắn tới, xuyên thủng thân thể của con sói lớn, mang theo ba chuỗi máu. Dường như đồng thời, tế cẩu chợt bột phát, nó nhảy dựng lên, há mồm cắn cổ con sói nhỏ. À hú hú. Tiểu Lan nhất thời kêu thảm, vung vẫy đầu, không ngừng lui về sau tế cẩu cắn xé giống như nổi điên hung thần ác sát trăng nanh bén nhọn đâm vào lớp da dưới lông máu tươi theo đầu lưỡi chảy vào yết hầu một lát sau con sói nhỏ ngừng dãy dụa, từ từ ngã trên mặt đất thấy là không sống nổi phương tri hành lập tức chạy tới con ngân nguyệt lan lớn kia đã hóa thành tro tàn dưới mí mắt của cậu sướng quá làm lại phương tri hành bị kích động vòng trở về tế cẩu lại kêu to câu cá thôi có thể câu con nào thì hay con nấy một người một chó hợp tác vui sướng bất giác đã tới hoàng hôn ánh sáng trong cấm khu hắc phong trở nên ảm đạm hương chủ thời gian không còn sớm nữa chúng ta phải trở về thôi lương bộ thanh ở xa xa lớn tiếng kêu lên ban đêm ở cấm khu hắc phong nguy hiểm vượt xa ban ngày vừa đến ban đêm sẽ có rất nhiều quái vật không thể diễn tả chạy đến không ai dám ở cấm khu qua đêm đây là kinh nghiệm dùng vô số sinh mệnh đổi lấy. Phương tri hành chưa đủ đã, nhìn giao diện hệ thống. 2. Chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 cái, 7 phần 18. 9. Dị thú cấp 2, 9.300 cân, hoặc nhục đang cấp 2 thượng phẩm 4.100 miếng, 2.496 phần 9.300. Cũng được, đúng là được lắm. Phương tri hành vừa lòng cười, không đến 2 tiếng, đã săn giết 6 dị thú, thu thập được hai loại huyết dịch, thu hoạch chồng chất. Hai người một chó vòng về theo đường cũ. Lương Bộ Thanh đi đằng trước dẫn đường, cả quen thuộc khu vực này giống như đi trong nhà mình. Đương nhiên, Phương Tri Hành chưa bao giờ ký thác toàn bộ hy vọng lên một người. Trên đường đến, Tế Cẩu cũng làm rất nhiều ký hiệu. Phương Tri Hành có thể lấy được phản hồi bất cứ lúc nào. Nếu Lương Bộ Thanh có ý xấu gì, ví dụ gã xuất phát từ nguyên nhân nào đó, muốn mưu hại Phương Tri Hành, cố ý vứt bỏ cậu, hoặc là dẫn cậu đi vào bẫy rập vân vân. Có lớp dự phòng tế cậu ở đây, Phương Tri Hành sẽ bảo đảm hơn rất nhiều. Dù sao con chó này không thể nuôi lãng phí, trời nhanh chóng tối đi. Ngay một khắc trước khi màn đêm lên cao, bọn họ tranh thủ thời gian, cuối cùng đã đi ra khỏi tấm khu hắc phong. Cũng may trên đường bình an vô sự. Phương Tri Hành trở về doanh trại. Lương Bộ Thanh cười nói, hương chủ, đói bụng chưa chúng ta đi ăn chút gì đi phương tri hành hỏi trong doanh trại có tiệm cơm hả có lương bộ thanh lặng lẽ cười nói tiệm cơm cửa hàng tiệm thuốc thậm chí thanh lâu đầy đủ cả phương tri hành hiểu rõ rất nhanh bọn họ đã đi tới tiệm cơm vừa nhìn trong tiệm đã ngồi đầy người tất cả đều là thợ săn trong cấm khu bọn họ ai nấy cũng mạnh mẽ có sức thân thể cường tráng nam nhân chiếm đa số nữ nhân cũng có thậm chí còn có thiếu niên mọi người tụ tập trước một cái bàn ăn từng miếng thịt lớn uống từng hớp rượu to khoe khoang cải cọ thần thái thoải mái không khí hòa hợp bình yên tình cảnh này khiến phương tri hành rất bất ngờ nói thật người tập võ nhiệt huyết hiếu chiến tranh giành thiệt hơn một lời không hợp sẽ vung tay nhưng người ở đây ở chung cực kỳ hài hòa bao gồm những người uống rượu Phương Tri Hành đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chợt bình thường trở lại. Cũng phải, ba ngày mọi người săn bắn bên trong cấm khu, tinh thần buộc chặt cao độ, nơm nớp lo sợ, trong gà hóa quốc, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Sau khi đi ra đương nhiên phải thả lỏng một chút. Không ai còn tinh lực đi gây chuyện nữa. Khách quá nhiều, đều ngồi đầy, không còn một cái bàn trống nào. Lương Bộ Thanh bèn đi tìm chủ quán. Sau khi nói ra tên của phương tri hành, chủ quán cung kính nể phục, nghiêm túc đối đãi, hắn mặt dày đi đến trước một cái bàn, nói gì đó với bốn vị khách đang ăn cơm. Mặt bốn vị khách lộ chút bất mãn, cũng nhanh chóng đứng lên, bưng đồ ăn, ngồi xuống trên bậc thang bên ngoài ăn. Chủ quán nhanh chóng thu dọn bàn, lau khô sạch sẽ. Hương chủ, ngài ngồi bên này. Lương Bộ Thanh vẫy tay, cười vang nói. Hai chữ, Hương chủ vừa ra khỏi miệng tiệm cơm to như vậy không khỏi trở nên im lặng mọi người đều xoay người tầm mắt đồng loạt nhìn chăm chú phương tri hành bọn họ đều bị tò mò đối với chuyện này phương tri hành nhìn cũng quen tự mình đi đến trước bàn ngồi xuống gọi rượu và thức ăn bàn hổ sao ngươi lại ăn sống thịt dị thú vậy không sợ mất kiểm soát à đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn của một nữ nhân phương tri hành quay đầu qua cậu lập tức nhìn thấy cái bàn trong góc, có bảy tám nam nhân còn có một nữ nhân đang ngồi. Nữ nhân đó cao khoảng 1m65, cỡ 35 tuổi, dáng người cũng không tệ lắm, màu da hơi ngâm đen. Ấn tượng đầu tiên là thành thục, mạnh mẽ. Nữ nhân mặc trang phục màu xanh lục, sắc mặt tức giận, hai tay chống nạnh, hô với một nam tử mập mạp hơn 50 tuổi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thịt dị thú có độc, không thể ăn trực tiếp, càng không thể ăn sống. Nam nhân tên bàn hổ đó, trước mặt có một mâm thịt bò sashimi, một bầu rượu. Biểu cảm trên mặt hắn kiểu không sao cả, cười nói, lão đại, ăn ít một chút không sao đâu. Ngươi xem ta, ăn thịt dị thú sống gần 20 năm rồi, còn không phải không có chuyện gì à, nữ nhân lục y gấp giọng nói, ta thấy ngươi là không đụng tường nam không quay đầu lại, đã quên chuyện xảy ra trên người, lý quán, rồi à, bàn hổ ngượng ngùng cười nói, sao có thể quên chứ, nhưng mà thể chất mỗi người khác nhau lý quán chỉ là ăn sống thịt dị thú một lần đã mất kiểm soát ta khác với hắn chuyện hai người vì ăn sống thịt dị thú này cãi nhau không ngớt người ở bàn cách vách nghe được lắc đầu thở dài vị đại ca này thật sự là một người lợi hại thịt dị thú chính còn có độc không thể ăn nhiều hắn lại dám ăn sống đỉnh thật có người trẻ tuổi nghe không hiểu hỏi ăn sống thịt dị thú sẽ thế nào người nọ trả lời thân thể của ngươi sẽ phát sinh dị biến, có thể mọc ra vảy, cũng có thể mọc ra sừng, còn có khả năng mọc ra cái đuôi, đồng thời đầu óc của ngươi sẽ nổi điên, cả người trở nên điên cuồng, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, cái này gọi là mất kiểm soát. Người trẻ tuổi nghe xong lời này, cũng hít ngược khí lạnh. Mất kiểm soát. Hai mắt Phương Tri Hành không khỏi trừng lớn một vòng, biểu cảm nháy mắt trở nên cực kỳ phấn khích. Tế cậu cũng nghe đến sợ ngây người, truyền âm đến, đệt mợ nó, nghe thú vị ghê, mất kiểm soát không phải là hóa yêu hả? Người sống có thể biến thành yêu ma. Phương Tri Hành hít sâu một hơi, hỏi Lương Bộ Thanh, ngươi có từng gặp người mất kiểm soát không? Không có. Lương Bộ Thanh lắc đầu cười nói, người của thiết sơn môn chúng ta ăn nhục đan, dường như không có khả năng xảy ra chuyện mất kiểm soát này. Phương Tri Hành hiểu rõ, dặn dò nói, ngươi mời nữ nhân lục y đó qua, ta hỏi nàng chút chuyện. Lương Bộ Thanh vội vàng đứng dậy và đi qua đó, thấp giọng nói vài câu với nữ nhân áo xanh lục kia. Khuôn mặt cô gái áo xanh lục lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng sửa sang lại dung nhan rồi đi tới trước mặt Phương Tri Hành, vén áo thi lễ và hít mắt cười nói, tiểu nữ tử đoạn thải diễm, bái kiến Phương Hương Chủ. Giọng của cô trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác với giọng nói tục tằng chói tai ban nãy. Rất rõ ràng, đây là bóc giọng, Phương Tri Hành gật đầu làm lễ, đưa tay ra làm tư thế mời ngồi rồi cười nhạt nói, đoạn tỷ tỷ mời ngồi. Đoạn thải diễm lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn giống như một thiếu nữ bẽn lẽn không rành thế sự. Phương Tri Hành trực tiếp mở miệng hỏi, ban nãy cô có nhắc đến việc, lý quán, mất kiểm soát, việc này có thật không vậy? Đoạn thải diễm nghiêm mặt lại, nghiêm túc trả lời, lý quán là thuộc hạ của ta, 5 năm rưỡi trước gia nhập vào đội săn thú của ta, là một người rất trung thành và đáng tin cậy. Nhưng mà tại 4 tháng trước, khi bọn ta tiến vào chỗ sâu trong cấm khu để săn bắn một con huyết ảnh thú thì hắn tách ra khỏi bọn ta. Một mình hắn lang thang ở trong cấm khu vài ngày, đói cực kỳ mà lại không dám nhóm lửa nên chỉ phải ăn thịt dị thú sống cho đỡ đói. Sau đó bọn ta tìm được hắn, đưa hắn ra khỏi cấm khu. Chưa được mấy ngày sau, trên người hắn mọc ra một tầng vảy rắn, lông tóc trụng sạch toàn bộ, một con mắt cũng trở nên đặc biệt lớn lồi ra khỏi hốc mắt đồng tử cũng từ màu nâu đen biến thành màu xanh lam sau đó ở hai nơi là lồng ngực và sau lưng của hắn mọc ra bú thịt rất lớn còn không ngừng nhú ra bên ngoài chảy nước mũ cuối cùng nổ tung người cứ như vậy chết đi phương tri hành nghe thấy thế như chợt nghĩ ra điều gì loại bệnh trạng này của lý quán cực kỳ giống với tình hình cơ thể bị biến dị sau khi nhiễm phóng xạ tế cẩu nghe xong không khỏi truyền âm nói chẳng lẽ bản thân dị thú cũng là nguồn phóng xạ à phương tri hành đáp máu thịt của dị thú có độc có lẽ loại chất độc này chính là phóng xạ đương nhiên là tế cẩu hiểu rõ phương tri hành đang nghe truyện trên tv audio cv lại suy tư nói cấm khu là khu phóng xạ tất cả động thực vật đều bị ô nhiễm phóng xạ mà dị thú ở vào đỉnh chuỗi thực vật cho nên chắc chắn trong cơ thể của dị thú có tích lũy lượng lớn năng lượng phóng xạ tế cẩu nhất thời giật mình một cái Phân tích, võ giả ăn thịt dị thú hoặc là nhục đan thì có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, lẽ nào cũng là bởi vì tác dụng của phóng xạ à. Vừa phân tích, suy đoán như vậy, một người một chó đều có loại cảm giác thông thoáng đầu óc. Suy nghĩ đến đây, Phương Tri Hành lập tức nhắc đến một vấn đề, tất cả những ai bị mất khống chế đều chắc chắn phải chết hả? Đoạn thải diễm chần chờ đáp lời, chắc là thế, có điều ta đây cũng chỉ nhìn thấy một người mất khống chế là lý quán thôi, nên không chắc cho lắm. Lúc này, bên cạnh có người xen ngang hô lên, ta đã từng gặp được một người mất khống chế, đến bây giờ vẫn còn sống. Phương Tri Hành quay đầu, thấy một đại hán có vẻ mặt hung ác thì đáp, đại ca, ngươi nói rõ hơn chút đi. Đại hán uống một hớp rượu, trả lời, khoảng chừng hai năm trước, khi ta đi ngang qua huyện Khánh An thì có tình cờ gặp được một tiểu cô nương mọc sừng trên đầu. Nghe người ta nói, bởi vì mẹ cô bé tin vào lời đồn, cho rằng ăn thịt dị thú sống có thể trị bệnh nên bỏ vào miệng, kết quả nhanh chóng nổi điên mà chết. Nhưng trước khi chết, mẹ cô bé sinh ra cô bé kia, vừa ra đời đã mọc chiếc sừng trên đầu, hơn nữa còn càng ngày càng lớn. Ngày ta gặp được cô bé, cha cô bé đang dùng cái dũa giúp cô bé mài cái sừng kia đi. Phương Tri Hành hỏi, cô bé kia có thể sinh sống bình thường không? Đại hán lắc đầu, than thở, là người đáng thương, không biết nói chuyện, hơn nữa cơ thể yếu đuối mắc nhiều bệnh gầy như cây gậy có khi không sống được bao lâu nữa phương tri hành hiểu rõ chuyện này cũng không bất ngờ sinh vật đã bị nhiễm phóng xạ xảy ra đột biến thường thường đều biến thành quái thai dị dạng nhưng mà có ngoại lệ nhất định phương tri hành nhìn quanh mọi người cao giọng hỏi còn có ai từng nhìn thấy người mất khống chế không mọi người nhìn nhau không ai trả lời phương tri hành đành phải từ bỏ Quay sang hỏi đoạn thải diễm, lần này các cô thu hoạch thế nào, ngày mai còn phải đi cấm khu nữa không? Đoạn thải diễm trả lời, lần này bọn ta đến là vì nhận nhiệm vụ của cố chủ, cố chủ muốn bọn ta bắt sống một con, kim sắc sông Vĩ Hồ, cho hắn. Bọn ta nghe ngóng được là có người từng nhìn thấy một con kim sắc sông Vĩ Hồ ở trong cấm khu Hắc Phong nên bọn ta đến thử thời vận, đáng tiếc sắp tìm được 20 ngày rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Phương Tri Hành gật đầu nhận lời nói, nếu ta nhìn thấy thì sẽ nói cho cô. Đoạn thải diễm không khỏi vui cực, mặt đỏ lên, liếc mắt đưa tình, ngượng nghịu bóp giọng nói, đa tạ hương chủ, không cần báo đáp. Nhìn thấy cảnh này, tế cẩu cười hề hề trêu chọc, phương tri hành, đồ lẳng lơ này muốn quyến rũ mày kìa. Phương tri hành trợn mắt trừng nói, sao mày lại nói người ta lẳng lơ thế? Ở trong mắt một tên háo sắc, toàn bộ nữ nhân đều lẳng lơ, một cái nhăn mày một nụ cười đều là đang quyến rũ người khác. Cậu tổng kết nói, mày như vậy là hoang tưởng đấy. Có cái môn ấy, bàn về nữ nhân mày có hiểu bằng tao không? Tế cậu phân tích bài bản hẳn hoi, đoạn thải diễm có thể dẫn dắt một đội ngũ lan bạc ở trong cấm khu, tuyệt đối là một nữ cường nhân cho coi, nam nhân bình thường thì cô ta coi thường. Cô ta không vấn tóc lên, nói rõ còn chưa lập gia đình, chắc là cũng không có hứng thú lập gia đình, chắc chắn thuộc về kiểu thích sương sớm tình duyên. Cuối cùng, cô ta đã lang thang trong cái nơi hoang dã này hơn 20 ngày, đã sớm cô đơn trống rỗng, khao khát khó nhịn. Nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thân phận tôn quý giống như mày vừa vặn phù hợp khẩu vị của cô ta, có thể không liếc mắt đưa tình cho mày được à. Phương Tri Hành nhất thời không hé răng. Sau đó cậu không nhanh không chậm ăn no bụng, rồi rời khỏi tiệm cơm đi về phía phòng khách. Lương Bộ Thanh theo sau, cười nói, Hương Chủ, ngài còn muốn phân phó chuyện gì không? Phương Tri Hành bước đi thông thả nói, không có, ta tắm một cái rồi đi ngủ, kế tiếp không cần ngươi hầu hạ, ngươi muốn đi chơi thì đi đi. Lương Bộ Thanh đảo mắt một vòng, cười nói, Hương Chủ muốn tắm rửa đúng không? Ừm, thuộc hạ biết gần đây có một thác nước nhỏ, nước của hồ nước bên dưới thác trong trẻo lạnh lẽo, tắm thoải mái cực, ngài có muốn đi thử một chút không? Cô, phương tri hành nhất thời thấy hứng thú, ở trong sông còn có thể bơi lội, chơi vui hơn ngồi trong bồn tắm nhiều. Phía bên này, để ta dẫn đường. Lương Bộ Thanh giơ tay làm ra tư thế mời, dẫn đường ở phía trước. Phương Tri hành đi theo đằng sau. Một lát sau, hai người một chó băng qua một rừng cây, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ào ào. Phương Tri hành ngẩng đầu nhìn lên, dưới màn đêm đầy sao có một dải lụa màu trắng từ trên trời giáng xuống chính là một thác nước, độ cao ước chừng 50 mét. Trong không khí tràn đầy mùi hơi nước mát mẻ. Chính là ở đó. Lương Bộ Thanh cười ha ha đi lên phía trước, đứng bên rìa rừng cây. Phương Tri Hành thấy thế, bèn hỏi, ngươi không đi tắm một cái à? Lương Bộ Thanh cười khà khà nói, thuộc hạ đã hẹn với cô nương trong thanh lâu rồi, lát nữa phải qua ngay. Phương Tri Hành hiểu rõ, gật đầu nói, ngươi đi đi. Cậu phối hợp đi đến dưới thác nước, nhìn nước sông chảy xuôi dưới ánh trăng, quả nhiên là trong suốt thấy đấy. Cảnh sắc nơi này đẹp đấy. Phương Tri Hành cởi quần áo ra, tiến vào trong nước. Vừa đúng lúc này, một tiếng duyên dáng hô to vang lên. Ô, Phương Hương Chủ. Phương Tri Hành quay phát đầu lại, thấy được đằng sau hòn đá bên phía bờ sông đối diện, một bóng hình xinh đẹp nửa chặn nửa che, muốn che mà vẫn còn xấu hổ. Chăm chú nhìn lại, không phải đoạn thải diễm thì là ai lúc này tóc đoạn thải diễm dài tới eo ướt nhẹp tản ra như thác nước cô xấu hổ bước xuống dòng sông bơi đến giữa sông nhìn phương tri hành mà khóe miệng hơi cong lên cười nói nước sông này lạnh thật phương tri hành thấy tình huống ấy lập tức nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn phía sau cậu liền thấy được lương bộ thanh cười hì hì nhấc chân chạy trốn vào trong bóng tối như làm kẻ trộm má nó Tế cẩu đứng ở bên bờ, cả con chó đều trợn tròn mắt, tặc lưỡi nói, tao đã bảo mà. Phương Tri Hành hơi im lặng, bơi đi. Tế cẩu thấy vậy, đi tới đi lui ở bên bờ, la ầm lên, đừng đi, mau trở lại. Đồ lẳng lơ này quyến rũ mày giữa ban ngày ban mặt như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì đó cho xem, đừng bị mắc lừa. Phương Tri Hành giống như không nghe thấy, bơi đến bên cạnh đoạn thải diễm. Dưới thác nước ồn ào sụp sôi, hai con cá vui sướng bơi lội. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một đám thợ săn dậy thật sớm trong cấm khu, nhanh chóng ăn sáng, chuẩn bị một chút rồi vội vàng nối đuôi nhau tiến vào cấm khu, sau đó tản ra bốn phía. Phương Tri Hành ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh, cho đến khi mặt trời lên cao rồi mới rời giường. Lương Bộ Thanh lại thức dậy rất sớm, ngáp ngắn ngáp dưới, đứng bên ngoài cửa chờ Phương Tri Hành. Một tiếng có két vang lên cuối cùng cửa cũng mở phương tri hành đi ra đứng dưới ánh mặt trời duỗi lưng một cái chào buổi sáng hương chủ lương bộ thanh liếm môi vẻ mặt đầy thâm ý phương tri hành nghiêng đầu nhìn gã thản nhiên nói chuyện như đêm qua sau này đừng tự tiện sắp xếp nữa vân vân thuộc hạ đáng chết lương bộ thanh cúi đầu không lưng vẻ mặt tiện cực kỳ gã biết mình đã làm đúng chiếm được niềm vui của phương tri hành có lẽ chuyện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của gã phương tri hành nghiêm mặt nói đi chúng ta đi cấm khu lương bộ thanh hỏi hay là tùy tiện đi một chút phương tri hành hơi im lặng trả lời người biết nơi nào có văn lôi báo vĩ xà báo độc giác hổ ngoạ sơn hổ không sắc mặt lương bộ thanh thay đổi toàn bộ bốn loại dị thú văn lôi báo mà phương tri hành nói đều là dị thú cấp hai hung danh hiển hách vô cùng tàn bạo còn ác hơn cả Ngân Nguyệt Lan nữa. Phạm vi hoạt động của vài loại dị thú này khá lớn, có khi phải thử xem có ăn may được không. Lương Bộ Thanh không dám nói lời quá chắc chắn. Phương Tri Hành gật đầu nói, không sao, ngươi xem mà làm. Sau đó, hai người một chó lại xông vào cấm khu hắc phong, lần này bọn họ thay đổi một con đường khác. Ba khắc sau. Ba khắc bằng 45 phút. Trong hoang dã, một đám, thạch bì trư, nước ngang qua loại thạch bì trư này da dày thịt béo cứng rắn như tảng đá đao kiếm rất khó bổ ra da lông của bọn chúng nhìn từ thể hình mà phán đoán vẹn vẹn chỉ có con béo tốt nhất kia là miễn cưỡng đạt đến cấp 2 vụt tên phá giáp nổ bắn ra theo tiếng gió ba mũi tên bắn ra cùng một lúc lao đến cùng nhau thạch bì trư vẫn còn đang cúi đầu ăn quả anh đào hồn nhiên không có cảm giác gì phật 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 Ba mũi tên bắn lén từ ba phương hướng, gần như tinh chuẩn bắn trúng đầu của Thạch Bì Trư cùng một lúc. Một mũi tên trong đó càng đâm trúng mắt của Thạch Bì Trư. A à, grau grau Toàn thân Thạch Bì Trư cứng đờ, lắc trái lắc phải, thất tha thất thểu, không ngừng kêu gào, cuối cùng ngã vào một rãnh bùn, rất nhanh đã mất hết động tĩnh. Mấy con Thạch Bì Trư khác chấn kinh, bỏ chạy tứ tán. Không bao lâu sau một bóng người lướt đến, đáp xuống trước rãnh bùn, đưa tay phất ngang qua người thạch bì trư. Chỉ một lát sau thạch bì trư đã nhanh chóng teo lại và biến đen, nháy mắt một cái đã chỉ còn lại một đống tro tàn, lơ lửng trong nước bùng đục ngầu. Ba mũi tên theo đó rơi ra ngoài. Dết chóc, cộng một thu thập huyết dịch, cộng một thịt dị thú cấp 2, cộng 518 cân. Khóe miệng phương tri hành hơi cong lên, vẻ mặt thoải mái không gì sánh được. Đảo mắt lại hơn một giờ trôi qua. Trên một ụ đất nhô lên, Phương Tri Hành phát hiện một con, thằng lằn vẫy đen mắt tím, phần thân dài hơn 3 mét, còn phải khổng lồ to lớn hơn con rồng Komodo nhiều. Phần lưng của thằng lằn vẫy đen mắt tím gập ghềnh, cái vẫy nhô lên, trông dày vô cùng, hơn nữa còn bao trùm dọc từ phần đầu đến tận phần đuôi. Lúc Phương Tri Hành tra cứu tài liệu ở tuyên võ cát, trùng hợp từng nhìn thấy thông tin có liên quan đến thằng lằn vẫy đen mắt tím. Lưng cứng rắn còn hơn cả thép tinh luyện, đau thương khó nhập nhược điểm ở bụng phương tri hành suy nghĩ một chút cảm giác kỹ năng bột phát phá giáp của cậu chưa chắc có thể bắn thủng lớp vẫy của thằng làng vẫy đen mắt tím mặc kệ thế nào cứ bắn một mũi tên trước thử xem phương tri hành thở sâu kéo cung trữ sức sức mạnh được tích trữ đến mức lớn nhất thả vụt mũi tên xẹt qua giữa không trung vô cùng nhanh chóng khoảng cách không tới trăm mét chớp mắt đã đến Đen, một tiếng vang kim loại truyền ra ngoài mũi tên kia đánh trúng đầu thằng làng vẫy đen mắt tím thì lập tức bị văng ra rơi xuống mặt đất thằng làng vẫy đen mắt tím tức khắc cảnh giác ngẩng đầu quan sát bốn phía cái lưỡi dài thụt ra thục vô phương tri hành sầm mặt bỏ lại cung tên rút đao ra khỏi vỏ tế cẩu chúng ta lên phương tri hành xông lên tế cẩu nhanh chóng lao đến trước mặt thằng làng vẫy đen mắt tím sủa loạn xạ với con quái thú lớn hơn nó rất nhiều đít Nhất thời thằng làng vẫy đen mắt tím có chút ngớ người Nghi hoặc nhìn thằng nhãi này Đột nhiên, nó nghiêng đầu sang chỗ khác Phương Tri hành nhóm mũi chân dẫm lên trên hoa cỏ giống như một cơn gió Lên xuống mấy cái đã nhào tới phía sau thằng làng vẫy đen mắt tím Thằng làng vẫy đen mắt tím xoay người lại Tế cậu lập tức xông đến Bắt lấy chân trước của nó cắn một cái Cắn xong rồi bỏ chạy ngay lập tức thằng làng vẫy đen mắt tím giận tím mặt, vung đầu qua đây, miệng đập lên trên mặt đất làm giấy lên một mảng lớn bùn cát, cuốn theo tất cả lao về phía tế cẩu. Má nó! Tế cẩu lấy làm kinh hãi, không ngờ thằng làng vẫy đen mắt tím lại có một chiêu như vậy, không kịp phản ứng, bị bùn cát nuốt hết. Gần như cùng lúc đó Phương Tri Hành vọt đến phụ cận, thân hình thoát một cái. Trung chân, vọt đến, nhúng vai, va chạm, thình thịch, thằng làng vẫy đen mắt tím bị đụng trúng, thân thể quay cuồng dựng lên, để lộ cái bụng trắng bót. Sắc mặt Phương Tri Hành hung ác, bắp thịt cả người kịch liệt phồng lên. Trong thời gian ngắn, hai vệt sáng lạnh lẽo hình thành nên một chữ thập nghiêng ở trước mặt cậu, bao phủ về phía trước. Kỹ năng bộc phát, thập tự hoa trảm. Phật ngay sau đó bụng thằng lằn vẫy đen mắt tím nước ra, hai vết hằn đang chéo hầu như xé rách toàn bộ cái bụng. Rầm rầm, ngay sau đó, ruột nội tạng tuôn ra từ chỗ nứt, máu loãng ào ào chảy xuống. Thằng làng vẫy đen mắt tím nhất thời còn chưa chết hẳn, muốn xoay người đứng lên vài lần. Kỹ năng bộc phát, đang đau trực nhập. Phương tri hành hung ác hơn, nhảy lên một cái đến bên trên của thằng làng vẫy đen mắt tím, hai tay nắm ở chui đao đâm thẳng xuống. Phật, đại hoàng đao chui vào bộ phận bộ phận hàm dưới của thằng làng vẫy đen mắt tím, xỏ xuyên qua đâm thẳng xuống dưới, phá hủy phần đầu của nó. Hệ thống, thu phương tri hành thở gấp chửi thề một câu thằng làng vẫy đen mắt tím dưới chân đột nhiên khô quắt lại hóa thành bụi tiêu tán Giết chóc cộng một thu thập huyết dịch cộng một thịt dị thú cấp hai cộng bốn trăm hai mươi bảy cân a phi phi lúc này cuối cùng tế cẩu cũng bò ra khỏi bùn cát miệng dính đầy đất khắp khuôn mặt chó toàn là sự phẫn nộ tâm trạng vô cùng khó chịu rất muốn cắn chết con thằng làng vẫy đen mắt tím này Ấy giải quyết nhanh như vậy luôn á. Tế cậu nháy mắt mấy cái, lắc mình thật mình, nhất thời các bụi tung bay. Phương Tri Hành truyền âm nói, giao sắc chặt đây rối, đối phó loại dị thú có sinh mạng ương ngạnh như này, phải nhanh ác chuẩn. Tế cậu nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhìn giao diện hệ thống của Phương Tri Hành. Dị thú cấp 2, huyết dịch, 4 phần 10 chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 9 phần 18. Khá đấy, hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi tế cẩu khen không dứt miệng. Nói thật, khi nhìn thấy chính điều kiện mắc cấp của ly thi, tên sát huyết hải công lần đầu tiên, nó cảm thấy độ khó rất lớn, tốn thời gian công sức, lao tâm tổn trí, phương tri hành có thể phải trải qua nhiều gian khổ mới có thể hoàn thành. Nhưng không ngờ, phương tri hành chỉ chạy đến cấm khu đi dạo một vòng, đổ mồ hôi một lát đã hoàn thành được một nửa tiến độ. Trong quá trình đó, cậu còn tiện tay gian díu với một người phụ nữ có chồng, hưởng thụ thứ được gọi là niềm vui cá nước nữa. Thế này quá dễ dàng, quá vô lý rồi, đây chính là biểu hiện thực lực của đại mãn cảnh mắt cấp, ừm, không có gì khó khăn cả. Phương Tri Hành cười ha hả, tâm trạng vô cùng vui vẻ, sau đó cậu thu đao vào vỏ. Đột nhiên, Phương Tri Hành lại giơ cao đao vòng lớn, cẩn thận ngắm nhìn, không nhịn được mà nhướng mày. Sao vậy, tế cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú, kinh ngạc nói, đậu mé, sao lưỡi đao bị cong vậy chỉ thấy ở vị trí một đoạn từ giữa lưỡi đao lớn trở lên lưỡi dao hơi cong lại tạo thành những nếp nhăn phương tri hành cao mày trầm ngâm nói da của thằng làng vẫy đen mắt tím vốn có độ cứng rất cao độ bền dẻo càng cao hơn không dễ gì chém thủng được ta thi triển kỹ năng bột phát dùng sức chém mạnh tuy đã tăng cường độ sắc bén của lưỡi đao đáng kể nhưng cũng tạo ra áp lực cực lớn khiến lưỡi đao bị bẻ cong Tế cẩu đồng ý đáp, bất cứ vũ khí nào cũng có độ bền, mày sử dụng đao vòng lớn để thi triển kỹ năng bộc phát nhiều lần, thứ này sớm muộn gì cũng bị mày làm hỏng. Phương Tri Hành không khỏi phiền não, thở dài nói, sai lầm rồi, tao nên mang theo mấy thanh đao đến đây mới phải. Tế cẩu khịt mũi nói, theo tao thì thanh đao đinh chí cương tặng cho mày vốn chỉ có chất lượng bình thường, căn bản không phải hàng tốt gì đó. Phương Tri Hành suy nghĩ một lát rồi chậm rãi thu đao lại, trầm ngâm nói, trong doanh trại có cửa hàng, biết đâu có bán binh khí, tối nay trở về đến đó xem thử. Cậu gọi lương bộ thanh lại. Hai người một chó tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng xa, bọn họ đi đường vòng, từng bước một tiếng sâu vào cấm khu. Đang đi thì. Đột nhiên, mặt đất mơ hồ truyền đến cảm giác rung lên nhẹ nhẹ. Tế cậu sủa lên, bên trái, khu rừng kia kìa. Ngay lập tức, Phương Tri Hành lách người đến bên một sườn dốc, nửa ngồi sổng xuống rồi nheo mắt nhìn xa, dương cung sẵn sàng. Cảm giác rung động ngày càng mạnh. Bình bịch bình bịch. Đột nhiên, một đàn hưu sao lao ra từ trong khu rừng. Bọn chúng chạy rất nhanh, kết nhóm thành đàn, số lượng hơn trăm con, đen kịch một mảng. Chuyện thần kỳ là đuôi của chúng có màu xanh thẫm, khi chạy đuôi tung bay phấp phới, dáng vẻ đung đưa đẹp để giống như rong biển dưới đáy biển đây là hưu đuôi xanh, dị thú cấp 1, ăn cỏ chứ không ăn thịt. Lương Bộ Thanh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Phương Tri Hành gật đầu, cậu không quan tâm đến dị thú cấp 1, nhưng cậu tò mò tại sao bầy hưu lại chạy loạn hơn. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía sau trong khu rừng. Không lâu sau, một con vật khổng lồ thấp bé, thông thả bò ra khỏi khu rừng. Đó là một con cá sấu hung dữ, dài hơn 8 mét, nó ngậm chặt một con hưu đuôi xanh trưởng thành trong cái miệng khổng lồ. Hai hàng răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt con hưu đuôi xanh, máu me bê bết. Con hưu đuôi xanh vẫn chưa chết, nó vẫn đang cố gắng giải dụa, nhưng chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn vô vọng. Đồng tử lương bộ thanh co lại, vẻ mặt hoảng sợ, gã rụt người lại rồi cúi đầu xuống, núp dưới sườn dốc, lẩm bẩm, trời đất quỷ thần, sao lại gặp, tứ nhãn ngạc, vậy? Tứ nhãn ngạc. Phương Tri Hành nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra con cá sấu khổng lồ này có đến bốn con mắt, hai trên hai dưới, liên tục đảo tròn. Cậu lập tức hỏi, tứ nhãn ngạc có điểm yếu nào không? Lương Bộ Thanh lắc đầu nói, không có điểm yếu. Tứ nhãn ngạc mắt nhìn tám phương, tầm nhìn bao quát, toàn thân được bao phủ bởi vảy cứng, đao kiếm khó có thể đâm thủng, nó còn có bốn chân to khỏe có sức, chạy còn nhanh hơn cả ngựa nữa. Gã hít một hơi khí lạnh rối nói, loại dị thú cấp hai giông như tứ nhãn ngạc được coi là bá chủ trong cấm khu hắc phong, nó đi lại nghênh ngang, gần như không thể bị săn giết. Phương Tri Hành nhanh chóng hiểu ra. Đúng vậy, thị lực của cá sấu cao hơn con người ít nhất 7 lần. Để săn giết con tứ nhãn ngạc này, bắt buộc phải liều mạng đánh một trận quyết liệt. Bốn con mắt à, Phương Tri Hành suy nghĩ nhanh như chớp, nhanh chóng nghĩ ra cách. Ngay lúc này, tứ nhãn ngạc dừng lại bắt đầu chuyên tâm ăn uống, nó xé nát con hưu đuôi xanh, tách rời từng bộ phận rồi cắn từng miếng lớn. Thấy cảnh này, Phương Tri Hành lập tức dương cung dùng sức, đồng thời nói với Lương Bộ Thanh, ngươi hãy tránh xa một chút. Hương chủ, chẳng lẽ ngài muốn? Lương Bộ Thanh ngạc nhiên tột độ, không nhịn được mà nhìn sang, sau đó hắn vọt dậy, co giò bỏ chạy, không hề ngoảnh đầu lại. Vút, Phương Tri Hành bắn một mũi tên, mũi tên xé toạc không khí lao về phía trước, âm thanh xé gió vang đội tứ nhãn ngạc đang ăn đột nhiên chú ý đến chuyện gì đó nó phản ứng rất nhanh đầu nhanh chóng chuyển động ken tên phá giáp lao vung vút bắn trúng vào đầu cá sấu đâm vào da cá sấu nhưng ngay sau đó tứ nhãn ngạc lắc đầu mũi tên bị hất bay chỉ để lại một chấm trắng sau đó chậm rãi rỉ ra huyết dịch màu đỏ bắn thủng da cá sấu nhưng độ sâu không đủ để chí mạng phương tri hành nhướng mày đệt mợ, da cá sấu còn cứng hơn cả khôi giáp, tứ nhãn ngạc đau đớn, nó vặn vẹo cơ thể liên tục rồi đột nhiên ngoạm lấy mũi tên rơi xuống đất để trút giận. Thấy vậy, phương tri hành truyền âm, tế cẩu, mày lên đi. Tế cẩu lập tức tạo ra một phân thanh ảo ảnh chạy lên phía trước, sủa to mấy tiếng thu hút sự chú ý của tứ nhãn ngạc. Tứ nhãn ngạc đứng bằng bốn chân, nhìn chầm chầm vào tế cẩu, há to cái miệng khổng lồ, mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mặt. Đệt, tế cẩu sởn gai ốc tiếng sổ đột ngột dừng lại vèo mũi tên phá giáp thứ hai lao đến đâm vào đầu cá sấu nhanh như chớp không hề nghiêng lệch vừa khéo trúng ngay vị trí mũi tên đầu tiên bắn trúng mũi tên lập tức đâm sâu vào một đoạn tứ nhãn ngạc đau đớn tột độ lắc đầu lắc cổ điên cùng vung lắc cơ thể phương tri hành lập tức ném cung tên cậu lao ra đầu ngón chân liên tục chạm đất lướt qua cỏ nhanh như gió chẳng mấy chốc cậu đã đến gần tứ nhãn ngạc Tứ nhãn ngạc cũng nhìn thấy cậu, nó lập tức vùng dậy rồi nhào đến. Phương tri hành lại nhảy lên cao, rút một gói giấy dầu từ trong tay ra rồi ném mạnh xuống dưới. Bùng, lượng lớn bột đá vôi bùng nổ trong nháy mắt, bay tứ tung khắp nơi, bao trùm bên dưới. Bột đá vôi dính đầy đầu, đầy người tứ nhãn ngạc, lúc này nó hoàn toàn mất tầm nhìn. Phương tri hành khẽ lắc vai, di chuyển chớp nhoáng đến bên hông tứ nhãn ngạc. Kỹ năng bột phát thiết sơn kháo, Cơ bắp vai của Phương Tri Hành cuồn cuộn, như một chiếc xe tăng đâm thẳng về phía tứ nhãn ngạc. Bùng cơ thể tứ nhãn ngạc lật sang một bên, ngã ngửa ra sau, bốn chân đạp loạn xạ trên trời. Phương Tri Hành lập tức nhảy lên bụng nó, hai tay cầm đao đâm thật mạnh xuống dưới. Kỹ năng bộc phát đang đao trực nhập. Phật phục, mũi đao tăng tốc, mang theo sức mạnh khủng khiếp lập tức đâm thủng lớp da, thân đao đâm vào một nửa. Phật phục, máu tươi lập tức phun trào như suối, bắn tung tóe khắp mặt, khắp người Phương Tri Hành. Phương Tri Hành dơ đao lên, tiếp tục dùng đan đao trực nhập, đâm hết nhát này đến nhát khác. Chẳng mấy chốc, những vết thương lần lượt xuất hiện trên bụng tứ nhãn ngạc, máu chảy như suối. Một lát sau, cuối cùng tứ nhãn ngạc cũng ngừng giãy giụa. Mày được đó, thế mà mày cũng giết được nó. Tế cẩu tặc lưỡi ngạc nhiên. Con tứ nhãn ngạc này không đơn giản, tuyệt đối chính là con dị thú đáng sợ nhất bọn họ từng gặp cho đến lúc này. Nhưng Phương Tri Hành vẫn giải quyết nó gọn gàng trong ba nốt nhạc. Phương Tri Hành lau máu trên mặt, nhìn chầm chầm giao diện hệ thống. Thu Trong một suy nghĩ, con cá sấu khổng lồ dưới chân khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, hóa thành một đống tro tàn rồi tan thành bụi. Vô địch mẹ nó rồi. Phương Tri Hành thở hắt ra một hơi, tâm trạng vô cùng sảng khoái trận chiến sung sướng đã đời như vậy vô cùng kích thích, mang lại cho cậu cảm giác thỏa mãn cực lớn. Sau đó, Phương Tri Hành liên tục săn giết một con tê giác trùy sắt, một con yêu tinh hai sừng và một con trăng độc hoa văn hai đầu. Dị thú cấp 2, huyết dịch, 8 phần 10 chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 13 phần 18 thịt dị thú cấp 2, 6385 phần 9300. Lúc này đã khoảng 3 giờ rưỡi chiều, thời gian vẫn còn sớm nhưng phương tri hành buộc phải quay trở lại doanh trại sớm hơn dự định bởi vì thanh đao vòng lớn đã bị báo hỏng thanh đao bị nứt rất nhiều chỗ thôi vậy về sớm nghỉ ngơi thôi phương tri hành gọi lương bộ thanh đến bảo gã dẫn đường hai người một chó quay trở về đường về khá thuận lợi không có sự cố nào xảy ra dù sao thì phương tri hành đã tiêu diệt tất cả những con dị thú cấp hai dọc đường đi rồi sau khi về đến doanh trại Phương Tri Hành đi thẳng đến cửa hàng. Mà mà cửa hàng có bán binh khí, cậu có thể mua thêm đao, kiếm và cung tên. Phương Tri Hành chọn tinh cương đao, đao làm từ thép tinh luyện, có chất lượng tốt nhất, mua một lần năm thanh. Không biết trời tối từ khi nào, trăng sáng vàng vặt. Phương Tri Hành cởi bỏ khôi giáp, thay y phục ngắn bó sát người rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mày đi đâu đấy, đi dạo hả, tế cuối đi theo rồi hỏi. Khóe miệng Phương Tri Hành công lên, nói, tao đi tắm. Tế cẩu dừng bước, hiếp mắt, ghê tởm nói, không phải chứ, mày còn đi nữa hả? Đoạn thải diễm gần 40 tuổi rồi, một thanh niên như mày bị cô ta, trâu già gặm cỏ non, có ổn không? Còn cần mặt mũi nữa không? Phương Tri Hành tặc lưỡi đáp, chẳng phải mày thường nói, phụ nữ trưởng thành mới có hương vị nhất à? Quẹ quẹ. Tế cẩu vô cùng kinh thường, nó quay đầu rồi chui vào phòng. Phương Tri Hành một mình rời khỏi doanh trại, cậu đi xuyên qua khu rừng đến trước thác nước. Dưới ánh trăng, một bóng người mảnh mai ngồi trên tảng đá dưới thác nước. Nghe tiếng bước chân, đoạn thải diễm nhanh chóng quay đầu lại, mái tóc bay cao. Vừa nhìn thấy Phương Tri Hành, mỹ nhân công khóe miệng cười, sự quyến rũ vô hạn lập tức hiện lên trên khuôn mặt. Trăng sáng trên mặt nước, người đẹp ngồi trên đá. Ngày hôm sau, Phương Tri Hành bước vào cấm khu Hắc Phong một lần nữa. Buổi sáng, cậu lại săn giết được một con thạch bì trư, một con thằng làng vẫy đen mắt tím và hai con ngân nguyệt lan. Đến buổi chiều, cuối cùng, giữa một vùng đồi núi nhấp nhô, Phương Tri Hành và Lương Bộ Thanh bất ngờ gặp được một con văn lôi báo, chỉ thấy con văn lôi báo cao 2 mét, thân hình thon dài, có những mảng hoa văn hình tia chớp giữa lớp lông. Văn lôi báo nổi tiếng về tốc độ, nó chạy rất nhanh, có thể chính là dị thú chạy nhanh nhất trong toàn bộ cấm khu hắc phong lương bộ thanh cổng bốn thanh đao nằm sấp trên mặt đất cỏ cây che chắn quanh người ẩn nấp rất tốt đương nhiên phương tri hành hiểu rõ sự lợi hại của văn lôi báo khi nó bỏ chạy có thể còn nhanh hơn cả tên phá giáo của cậu tế cẩu trông cậy vào mày đấy phương tri hành dặn dò một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển đến một vị trí bố trí cạm bẫy tế cẩu không nói hai lời Chờ đến khi Phương Tri Hành dụ lương bộ thanh rời đi, nó lập tức tạo ra một bóng phân thân chạy đến. Gâu gâu. Tế cẩu sổ to hai tiếng trước rồi mới quay đầu bỏ chạy. Văn lôi báo nghiêng đầu nhìn rồi chợt lao thẳng ra ngoài, nhanh như chớp, lao đến với tốc độ kinh người. Tế cẩu mới chạy về phía trước chưa đến 30 mét, văn lôi báo đã đuổi đến sau mông nó rồi. Gâu. Tế cẩu phanh gấp đứng vững rồi quay người lại gầm lên một tiếng với văn lôi báo. Văn lôi báo khựng lại, nó giảm tốc độ đôi chút rồi nhe răng nanh, hung hăng nhào đến. Nhưng ngay sau đó, bóng phân thân tự động tan biến, hóa thành làn khói đen chìm vào lòng đất. Văn lôi báo nhào đến chỗ tế cẩu đang đứng, sau đó, a a a Văn lôi báo bỗng trống lên một tiếng thảm thiết, giống như đau xé ruột gan. Chỉ thấy bàn chân trước của nó bị bẫy thú kẹp chặt, máu chảy như thác. Càng vùng vẫy, càng bị kẹp đau đớn không thể bỏ lỡ thời cơ, Phương Tri Hành chợt bật dậy, mũi đao chạm đất, kéo lê về phía trước, tạo ra một vệt tia lửa điện. Kỹ năng bộc phát tha trảm đao. Xoẹt ánh sáng lạnh lóe lên, Phương Tri Hành giơ đao chỉ lên trời, đứng bất động. Cổ họng văn lôi báo bị cắt đứt, máu phun trào dữ dội, cuối cùng nó ngã xuống đất trong tư thế cổ gần như đứt lìa. Giải quyết xong. Phương Tri Hành vẻ mặt lạnh lùng, hít một hơi thật sâu. Khi cậu thu trường đao vào vỏ, văn lôi báo đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một ít tro tàn bay lơ lửng trong không khí. 2. Chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 con, đã hoàn thành. Điều kiện 2, cuối cùng đã hoàn thành. Phương Tri Hành hài lòng mỉm cười. Thật ra, điều kiện 2 chính là điều kiện đòi hỏi số lượng nhiều nhất, không nhờ cậu lại hoàn thành điều kiện này đầu tiên. Phương Tri Hành vẫy tay, gọi Lương Bộ Thanh trở về rồi hỏi, có phải văn lôi bá thường xuất hiện theo một cặp một được một cái không lương bộ thanh đáp trong mùa giao phối thì đúng là như vậy bình thường bọn chúng đi săn một mình phương tri hành hỏi bây giờ là mùa giao phối hả lương bộ thanh lắc đầu mùa giao phối vào mùa hè bây giờ sắp đến mùa đông rồi phương tri hành không khỏi có chút tiếc nuối hai người vừa định đứng dậy rời khỏi một tiếng gầm rú chợt vang lên là tiếng gầm của báo Lương Bộ Thanh lập tức nằm sấp xuống đất, chậm rãi di chuyển về phía sau. Phương Tri Hành liếc mắt một cái thì thấy một con văn lôi báo chợt xuất hiện trên gò đất cách đó không xa. Con văn lôi báo đứng trên cao nhìn xuống, lại ở cự ly gần, nó có thể phát hiện Phương Tri Hành và Lương Bộ Thanh bất cứ lúc nào. Lương Bộ Thanh câm như hến, gã che miệng, không dám thở mạnh. Phương Tri Hành vẫn bình tĩnh như thường, cậu ngồi sổng giữa mấy bụi cỏ, không nhúc nhích tí nào, như một tảng đá một lúc sau văn lôi báo lao mình nhảy xuống gò đất đi lang thang về phía khác phương tri hành lập tức bước ra cậu bố trí lại bẫy rồi ra hiệu cho tế cẩu tế cẩu ngầm hiểu nó lập tức tạo ra bóng phân thân chạy đến dụ dỗ phương tri hành quay đầu lại vừa định mở miệng thì thấy lương bộ thanh vội vàng chạy về phía xa giống như mông bút khói vậy phương tri hành nhếch mép không nói nên lời chẳng bao lâu sau một tiếng rống thảm thiết vang lên Ha ha! Phương Tri Hành vui mừng không xiết, cậu bật dậy lao ra ngoài, làm theo cách trước đó, kết liễu con văn lôi báo thứ hai. Càng báo cấp 2, hai con, cũng hoàn thành rồi. Phương Tri Hành phấn chấn tinh thần, giờ chỉ cần tìm được ba con hổ dữ nữa thì chuyến đi này có thể kết thúc hoàn hảo rồi. Cậu đứng dậy, gọi lương bộ thanh quay lại rồi dặn dò, đưa ta đến khu vực mà độc giác hổ thường xuyên xuất hiện. Lương bộ thanh lau mồ hôi nóng hổi, gã thở hổn hển nói hương chủ khu vực hoạt động của độc giác hổ cách đây khá xa đi về một chuyện không kịp thời gian đâu tốt nhất ngày mai hẳn đi phương tri hành nghe vậy cũng đành thôi bọn họ tiếp tục tìm kiếm chớp mắt lại hai tiếng trôi qua phương tri hành liên tục gặp được vài con dị thú cấp một cậu phớt lờ bọn chúng đang đi tế cậu hít mấy hơi rồi truyền âm phương tri hành có mùi máu tanh bay đến ở đằng kia phương tri hành quay đầu nhìn chỉ thấy một đầm lau sậy cao ngút sao vậy hương chủ khi thấy phương tri hành lương bộ thanh bỗng dừng lại đầu tiên là khẽ giật mình hoài nghi đặt câu hỏi phương tri hành cao mày ánh mắt thâm trầm điềm đạm nói trong bụi cỏ lau hình như có động tĩnh lương bộ thanh sửng sốt vội vàng quay đầu xem xét cẩn thận bụi cỏ lau phất phới theo gió một hồi đảo sang hướng bên này hồi sau lại đảo sang bên kia nào có cái gì dị thường, lúc này, tế cẩu bỗng nhiên chạy về phía trước, cẩn thận ngửi rồi truyền âm, cách chúng ta không xa lắm khoảng 100 mét. Phương Tri Hành hơi trầm mặt rồi đưa ra đề nghị, dùng phân thân của mày đi điều tra xem. Tế cẩu đang có ý này, nó nhảy vào bụi cỏ lau, rời khỏi tầm nhìn của lương bộ thanh, tạo ra một phân thân, chạy về phía trước. Mùi máu tươi trong không khí càng nồng hơn. Hơn nữa, mùi máu tươi khá hỗn tạp, chắc hẳn không đến từ một loại sinh vật. Nói cách khác, ít nhất có hai sinh vật đang bị thương chảy máu, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu. Phân thân xuyên qua bụi cỏ lau, đi về phía trước tầm 70-80 mét. Đột nhiên, ngay phía trước xuất hiện một bãi đất trống, có một nhóm người đang ngồi nghỉ ngơi tại đó. Bên cạnh bọn họ có năm vị thú hình thái cực giống hô sao đang nằm, thân thể cao lớn hùng tráng, trên lưng có một dải màu thủy ngân kéo dài đến tận gốc đuôi, trông rất đẹp trên đầu năm con hưu mọc sừng màu đỏ, hình dáng rất kỳ lạ, phồng lên như bú thịt, to như chậu rửa mặt vậy. Vừa nhìn thấy, tế cẩu không khỏi giật nảy mình. Vải trưởng, đây chẳng phải là ngân bối chích giác lục mà Phương Tri Hành đang tìm kiếm đấy ư. Những cái sừng như khối u kia rõ ràng là từng cái túi máu, thấy vậy, tế cẩu tinh ý vội quan sát cẩn thận mỗi người ở hiện trường, sau đó, phân thân tự giải thể, hóa thành khói đen tan vào lòng đất trong nháy mắt bản thể của tế cẩu đã biết được mọi chuyện nó lập tức vòng trở lại nhìn phương tri hành và truyền âm phương tri hành mày gặp vận may lớn rồi bên kia có một đám thợ săn đã giết được năm con nhân bối chíp giác lộc ồ phương tri hành thay đổi sắc mặt hoài nghi mày có chắc đấy là ngân bối chíp giác lộc không tế cẩu cẩn thận miêu tả lại cảnh tượng mình đã nhìn thấy kể lại rất nhiều chi tiết đặc điểm cũng trùng khớp Tốt quá, Phương Tri Hành mừng phát điên, hỏi, đám thợ săn kia có mấy người? Tế cậu trả lời, có 22 người, trong đó có 3 người bị thương rất nặng đến tình trạng hành động bất tiện rồi, ngoài ra còn có 5 người bị thương nhẹ. Đội ngũ đi săn có 22 người. Phương Tri Hành không khỏi cau mày. Trong doanh trại, cậu từng quan sát qua rất nhiều đội ngũ đi săn, số người trong mỗi đội không giống nhau, ít thì 2, 3 người, nhiều thì mười mấy người. Ví dụ như đội đi săn đoạn thải diễm có 8 người đã được xem như là đội ngũ tương đối lớn rồi. Đội ngũ này không hề đơn giản. Phương Tri hành lộ vẻ thận trọng. Thấy thế, tế cẩu hỏi, giờ sao? Mày muốn tốn tiền mua lại hay là muốn ra tay cướp luôn? Phương Tri hành trầm ngâm nói, nếu có thể dùng tiền mua lại là tốt nhất, tao không muốn rước thêm rắc rối để gây thù hận. Tế cẩu hiểu ra. Mua cũng được nhưng vẫn phải cẩn thận một chút phương tri hành suy nghĩ một lát buông rơi trường đao trong tay duỗi tay ra thấy vậy lương bộ thanh nhanh chóng đưa cho cậu một thanh đao mới phương tri hành nhìn lương bộ thanh trầm ngâm nói ta có nhiệm vụ giao cho ngươi lương bộ thanh nghiêm sắc mặt vội nói hương chủ cứ việc phân phó thuộc hạ nguyện vì ngài lên núi đao xuống biển lửa phương tri hành nghe vậy không khỏi nhớ đến bộ dạng hèn nhát của lương bộ thanh mỗi lần bỏ chạy khóe miệng hơi co giật nói thẳng trong bụi cỏ lao hẳn là có một đội đi săn chó của ta đã đánh hơi được mùi của bọn họ đợi lát nữa nó sẽ dẫn ngươi tới đó ngươi tiếp xúc với những người kia và thăm dò lai lịch của bọn họ phương tri hành lấy cung tên ra nở nụ cười tự tin và nói ta sẽ núp trong bóng tối chi viện ngươi một khi tình huống không đúng ta sẽ bắn tên đánh lén bọn họ ngươi thừa cơ chạy trốn là được lương bộ thanh chớp mắt chần chừ một lát cuối cùng gật đầu nói hương chủ yên tâm giao cho ta tiếp đó tế cẩu nhảy vào trong bụi cỏ lau lương bộ thanh vội vàng đuổi theo phương tri hành lặng lẽ theo sau từ một hướng khác một lát sau lương bộ thanh vạch cỏ lau phía trước bước chân bỗng nhiên ngừng lại kẻ nào gần như ngay lập tức một tiếng quát chói tai vang lên lương bộ thanh ngẩng đầu đảo mắt nhìn nhóm người trên bãi đất trống phía trước số lượng người hơi nhiều khiến gã giật nảy mình nhóm người nọ cũng cấp tốc đứng lên Vẻ khẩn trương và cảnh giác hiện lên trên mặt mỗi người, bọn họ quan sát lương bộ thanh rồi lại nhìn xung quanh gã. Rất nhanh, nhóm người kia xác định người đến chỉ có một mình lương bộ thanh, nét khẩn trương trên mặt lập tức giảm đi rất nhiều. Tình cảnh này, cốt xấu gì lương bộ thanh cũng là một kẻ lọc lõi, khuôn mặt gã lập tức nở nụ cười, chắp tay nói, bái kiến chư vị bằng hữu, tại hạ là lương bộ thanh, người của thiết sơn môn. Thiết sơn môn, nhóm người kia bất giác nhìn nhau giao lưu ánh mắt nhưng chẳng hiểu tại sao trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên ý thù địch và căm ghét lương bộ thanh nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng không khỏi hồi hộp chuyện gì vậy hình như đám người này rất khó chịu với thiết sơn môn khuôn mặt gã vẫn duy trì nụ cười nhưng sau lưng đã bắt đầu âm thầm toát mồ hôi lạnh lúc này người đối diện đặt câu hỏi sao ngươi lại chỉ có một thân một mình loanh quanh ở cấm khu này đồng bạn của ngươi đâu? Lương Bộ Thanh nâng cao tinh thần lên gấp bội, đáp, à, là như vậy, vì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ta và đồng bạn đã bị tách ra. Hiện tại ta đang tìm đường ra ngoài, loanh quanh một hồi mới gặp mọi người ở đây. Sau đó, gã cúi đầu xuống, giọng điệu hiền lành, còn chưa thỉnh giáo tên của chư vị bằng hữu. Hừ hừ. Một đại hán khôi ngô đứng ra giữa nhóm người, xoa nắng hơi thở nồng đậm dưới hàm, dễ cực, ngươi đoán xem, nếu đoán đúng, đại gia sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Lương Bộ Thanh lập tức rút ra kết luận rằng nhóm người này chính là kẻ địch của Thiết Sơn Môn, cực kỳ hận thù Thiết Sơn Môn. Ừng ực. Nội tâm gã kinh sợ, yết hầu co giật, liên tục nuốt nước bọt, trên trán nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Có điều, gã chợt nhớ đến Phương Tri Hành, không nhịn được lường xung quanh vài lần. Sau đó, gã lấy hết can đảm nói người quan minh chính đại không nói chuyện mập mờ chư vị bằng hữu nói vậy là có ý gì đại hán khôi ngô bật cười thành tiếng cử động cổ tay vài cái năm ngón tay bóp lại thành hình lợi trảo giọng lạnh lùng ý của đại gia chính là hôm nay ngươi gặp xui xẻo rồi cứ phải đụng trúng người hắc hổ môn bọn ta cái gì cơ sắc mặt lương bộ thanh thay đổi mạnh ngạc nhiên nói các ngươi các ngươi lại là người của hắc hổ môn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha